Lễ Hàng Thuận chính là sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống, đạo đức dân tộc và văn hóa tâm linh của Phật giáo, là nét đẹp văn hóa đặc thù trong lĩnh vực hôn nhân gia đình đối với người Phật tử. Với nghi lễ Hàng Thuận, các đôi bạn trẻ thiện nam thiện nữ sẽ xây dựng cho mình một gia đình mới, hạnh phúc trên nền tảng của đạo Phật. Gia đình là nơi kế tục truyền thống tổ tiên. Vì thế, bổn phận của cô dâu chú rể không chỉ là xây dựng hạnh phúc cho riêng mình, mà còn phải thực hiện và giữ gìn truyền thống của cha ông để lại. Gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội, cho nên mỗi cặp vợ chồng đều phải có ý thức sâu sắc về điều này. Đạo Phật chú trọng đến sự tu dưỡng của mỗi con người, song mỗi chúng ta lại từ gia đình mà ra, ảnh hưởng của gia đình đến chúng ta không nhỏ. Và việc xây dựng một gia đình nề nếp, thuận hòa, hạnh phúc là vô cùng quan trọng. Đức Phật, bậc đại giác, đấng thiên nhân sư, dẫu đã thoát ly mọi hệ lụy của tam giới, nhưng vì lòng từ bi, muốn dùng mọi phương tiện để hóa độ chúng sinh, Ngài đã đưa ra lời dạy rất tinh tế, tâm lý dành cho người nam, người nữ để có được đời sống gia đình hạnh phúc thông qua Kinh Thiện Sinh và Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt. Với sự mong cầu phước báu từ ruộng phước điền Tam Bảo, các gia đình đã đưa các thiện nam thiện nữ về chùa để được kết duyên lành với ba ngôi báu. Chúng con kính mong trên Sư Phụ, Chư Tôn Đức, quý quan khách cùng toàn thể đại chúng đồng hoan hỷ, chúc mừng cho buổi lễ Hàng Thuận hôm nay được thành công viên mãn. Anh nè, em nói nghe anh này nè. Sao em? Sắp tới tụi mình làm đám cưới đó anh. Mình đãi tiệc ở nhà, nhưng mà làm lễ trong chùa anh thấy được không anh? Wow, sao mà đúng ý anh quá vậy ta? Anh cũng tính nói với em vậy đó. Dạ. Tại vì hai đứa mình là Phật tử, dạ, con của Phật, dạ, thì phải vào chùa để vô chùa có thầy chứng minh cho, dạ, hai đứa mình. Như vậy hạnh phúc với bình vững, đúng không em? Dạ, em cũng cầu xin trời Phật phù hộ cho hai đứa mình sống bên nhau hạnh phúc suốt đời em nha. Ừ, vậy nha. Dạ. Hôm lễ hôm nay ân tình đẹp mãi như tình ta ban đầu. Khi đã yêu nhau trọn đời thủy chung không hề đổi thay. Đường tình chung lối, tơ hồng chung môi ta trao cuộc đời. Thương yêu mặn nồng, trước sau một lòng chẳng hề nhạt phai. Son sắc cho đến khi bạc đầu, cầu Phật ban ơn nên nghĩa vợ chồng hạnh phúc an vui. Xin cho vợ hiền đảm đương trong ngoài suốt quãng đường đời. Xin cho chồng con rạng rỡ công danh, việc nhà việc nước vẹn tròn trước sau. Cầu xin Phật ban phước cho nhân loài hạnh phúc nở hoa. Cầu xin Phật ban phước cho cuộc đời nguồn vui tươi sáng. Cầu xin Phật ban phước cho vợ chồng duyên thắm đẹp đôi. Cầu xin Phật ban phước cho gia đình tình nghĩa trăm năm. Hôm nay ân tình đẹp mãi như tình ta ban đầu. Khi đã yêu nhau trọn đời thủy chung không hề đổi thay. Đường tình chung lối, tơ hồng chung môi ta trao cuộc đời. Thương yêu mặn nồng, trước sau một lòng chẳng hề nhạt phai. Son sắc cho đến khi bạc đầu, cầu Phật ban ơn nên nghĩa vợ chồng hạnh phúc an vui. Xin cho vợ hiền đảm đương trong ngoài suốt quãng đường đời. Xin cho
chồng con rạng rỡ cùng danh, việc nhà việc nước vẹn tròn trước sau. Cầu xin phật ban phước cho nhân loại hạnh phúc nở qua. Cầu xin phật ban phước cho cuộc đời nguồn vui tươi sáng. Cầu xin phật ban phước cho vợ chồng duyên thắm đẹp đôi. Cầu xin phật ban phước cho gia đình tình nghĩa trăm năm. Cầu xin phật ban phước cho gia đình tình nghĩa trăm năm. Con xin chắp tay kính lại Đức Phật Thích Ca. Con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc, đường đi không có lối về. Cuối tuần anh sẽ yêu em, anh sẽ mang cho em hạnh phúc. Suốt cả đời này em cũng sẽ yêu anh, luôn mang cho anh hạnh phúc. Yêu tốt lành cho đời nở hoa từ bi. Ôi vui sướng thay dứt sạch oan nghiệp trả dài. Con xin chấp Phật cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời dùng tối đam mê nương thân cửa Phật, đường đi nay có lối về. Phật Thích Ca, con xin chắp tay khấn nguyện Phật A Di Đà. Đời con bấy lâu mang nặng bao la nghiệp chướng, mang nặng thù oán sân si u mê lầm lạc, đường đi không có lối về. Cùng bao chúng sanh phát nguyện
đàn tâm sám hối, xa rời dùng tôi đam mê ngưng thân cửa Phật. Đường đi nay có lối về, cùng bao chúng sanh phát nguyện thành tâm sám hối, xa rời dùng tôi đam mê ngưng thân cửa Phật. Đường đi nay có làm lễ cầu an chúc phúc cho đôi tân duyên. Xin được trân trọng kính mời
cô dâu chú rể, quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị Phật tử, chúng ta cùng dành trọn tấm chân thành của mình hướng về tôn tượng của Đức Bà Sư để cùng quý thầy thực hiện nghi thức cầu an và chúc phúc cho đôi tân duyên. A Di Đà Phật. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bà Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý chư tôn thiền đức tăng, quý chư tôn thiền đức ni chứng minh, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thưa quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị Phật tử nam nữ xa gần. Lần đầu tiên, trước hết và trên hết, cho phép con là MC Diệu Liên rất vui mừng và vinh dự khi ngày hôm nay được đồng hành cùng đôi bạn trẻ trong lễ hàng tuần trọng đại trong buổi sáng ngày hôm nay tại ngôi chùa Linh Quang. Cho phép con xin được gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Kỷ Hợi 2019 tới quý thầy. Xin được kính chúc quý thầy pháp thể kinh an, bồ đề tăng trưởng, chúng sinh di độ. Xin được gửi lời chúc tới quý vị đại biểu khách quý, quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị Phật tử một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Và để trước khi chúng ta sẽ bước vào nghi thức của một buổi lễ hàng tuần theo đúng các nghi thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giờ phút này xin mời quý thầy và quý Phật tử sẽ cùng lắng đọng tâm tư để lắng nghe những ca từ mỹ lệ, ca ngợi về Đạo Phật, ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là ca ngợi về tình yêu đôi lứa trong mùa xuân năm nay với phần trình bày của các ca sĩ, các nghệ sĩ đến từ thành phố Hà Nội. Và mở đầu chương trình, xin mời quý Phật tử sẽ cùng lắng nghe ca khúc Xuân Di Lặc với phần trình bày của nam ca sĩ Phật giáo Ngọc Anh. Xin được trân trọng kính mời quý thầy và quý Phật tử cùng lắng nghe. Hương tĩnh hòa trong ánh nắng huy hoàng, Di Lặc bạn ơi về khắp chốn, sắc xuân tươi đẹp bao tình người, đất trời vào rộn có nắng xuân tươi, cây trái nở hoa thơm ngát tận trời. Thế gian cùng vui reo ca đón mừng mùa xuân ơi, xuân đã về trên quê hương, xuân Di Lặc xuân yêu thương, khắp nơi cùng vui muôn phương cất cao lời ca hân hoan chào mừng mùa xuân sáng. Hương trầm nhẹ bay theo gió đông đưa xuân đẹp mãi mãi, đón xuân Di Lặc đón niềm vui. Con có thể xin tự cử một tràng pháo tay thật lớn không ạ? Thật lớn hơn nữa các không ạ? Xin quý vị Phật tử hãy cùng dùng bộ tay cho em dựng nhạc của các khúc của con được không ạ? Thank you.
reo ca đón mừng mùa xuân mới. Xuân đã về trên quê hương, xuân đi làm xuân yêu thương, các bên cùng vui muôn phương cất cao lời ca hân hoan chào mừng mùa xuân sang. Hương trầm bay theo gió đông đưa áo mới ngày xuân em viếng lễ chùa. Đẹp mãi mãi đón xuân gì nặng đón niềm vui, đón xuân gì nặng đón niềm vui. Xin cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn phần trình bày của nam ca sĩ Phật giáo Ngọc Anh. Và tiếp tục chương trình thì xin mời quý thầy và quý Phật tử sẽ cùng đến với giọng ca của nữ ca sĩ Phật giáo Thúy Nga với một ca khúc mà ngày hôm nay ca sĩ Thúy Nga xin được gửi tới người thân duyên cùng toàn thể quý vị Phật tử trong lễ hợp thuận. Xin được trân trọng kính mời quý thầy và quý Phật tử cùng lắng nghe. Nam mô Bà Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin gửi tới toàn thể pháp hội một sáng tác mang âm hưởng bolero, một ca khúc viết về mùa xuân được mang tên Tâm Sự Ngày Xuân. Mang cho hồn niềm tin đừng.
năm xuân vui vẻ đầm đà, cùng xuân quên hết những chuyện buồn. Năm đã niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý chư tôn thể đức chứng minh, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, đại diện cho quan viên hai họ, quý cô bác anh chị, bạn bè nam nữ, thân bằng quyến thuộc của hai bên gia đình cùng toàn thể quý vị Phật tử đã trở về tham dự và chúc phúc cho buổi lễ sáng ngày hôm nay. Thật là nhiều màu thay, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2019. Nhằm ngày mùng 6 tháng riêng năm Kỷ Hợi, là ngày lành tháng tốt mà cha mẹ và họ hàng hai bên đã lựa chọn để tác hợp lương duyên cho hai con của mình, đó là tân lang Thái Minh và tân nương Hoàng Tươi. Trước hết, thay lời cho ban tổ chức, xin được nhiệt liệt chào đón sự hiện diện của hai bạn trong buổi lễ chúc phúc sáng ngày hôm nay. Xin được trân trọng gửi đến tân lang và tân nương cùng toàn thể quý quan viên hai họ lời chúc mừng hạnh phúc và cầu nguyện cho tất cả quý vị sẽ luôn luôn nhận được những gì tốt đẹp nhất, luôn luôn được sống trong ánh sáng hào quang của chư Phật. Một lần nữa xin mời tất cả quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý vị, trong kinh khế của Đức Phật có dạy rằng sinh ra được làm người là khó, làm người mà được đầy đủ lục căn lại càng khó hơn. Và sinh ra được làm người là khó, làm người mà được biết đến Phật Pháp lại càng khó hơn. Và thuận theo lẽ đời, từ xưa cho đến nay, trai khôn cưới vợ, gái ngoan lấy chồng, được sự cho phép của cha mẹ và hai bên gia đình, đôi Phật tử trẻ của chúng con là Thái Minh và Hoàng Tươi đã đến với nhau bằng tình yêu thương chân thành nhất của mình. Và cũng bắt nguồn từ truyền thống tôn trọng đạo lý, thuần phong mỹ tục, kính tin tam bảo, nên ngày hôm nay, trong ngày trọng đại của chúng con, được sự chứng minh hứa khả của sư thầy trụ trì chùa Linh Quang cùng với chư tôn thiền đức tăng và chư tôn thiền đức ni, với mục đích nhằm khơi dậy tinh thần đạo đức nhân văn, bổn phận và trách nhiệm của nghĩa vợ tình chồng trên giá trị yêu thương, hiểu biết của những người con Phật, tạo nên nền tảng và chất liệu vững chắc cho đời sống hôn nhân của hai bạn được thành tựu viên mãn hôm nay và mãi mãi về sau. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý vị, trên đây cũng chính là lý do chính của lễ hàng thuận chúc phúc sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời quý thầy và quý Phật tử dâng cao nhất chào có tay thật lớn, thật dài để chúc mừng. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý chư tôn thiền đức ni, kính bạch quý chư tôn thiền đức tăng cùng toàn thể quý vị Phật tử, rất vui mừng và vinh dự cho đôi bạn trẻ của chúng con, vui mừng cho quan viên hai họ, cô dâu và chú rể ngày hôm nay đã nhận thấy sự từ bi hứa khả của quý chư tôn thiền đức chứng minh. Và giờ phút này xin được thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được cung kính giới thiệu đương vị chứng minh ngôi vị cao nhất trong lễ hàng thuận ngày hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu với cương vị là trụ trì chùa Linh Quang, thôn Trương Nghĩa, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, trưởng ban tổ chức buổi lễ hàng thuận, xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Thành. Chúng con xin được cung kính đảnh lễ có sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Giới, trụ trì chùa Khánh Long, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Chúng con xin được cung kính đỉnh lễ có sự hiện diện của Đại Đức Thích Pháp Căn, trụ trì chùa Phong Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Chúng con xin được cung kính đỉnh lễ có sự hiện diện của Đại Đức Thích Minh Tường, trụ trì chùa An Khánh, thôn Đại Kỳ, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Chúng con xin được cung kính đỉnh lễ có sự hiện diện của sư thầy Thích Minh Liên, trụ trì chùa Kim Ngưu, Đoạn Sơn, Hà Nam. Chúng con xin được cung kính đỉnh lễ có sự hiện diện của sư thầy Thích Minh Hương, trụ trì chùa Linh Ứng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
lễ có sự hiện diện của sư thầy Thích Nữ Lâm Sơn Tuệ, chủ trì chùa Phổ Minh, thôn Cửu Hào, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, thành phố Nam Định. Chúng con xin được cung kính đỉnh lễ có sự hiện diện của sư thầy Thích Nữ Thiên Cần, chủ trì chùa Tháp Bảo Tháp Đại Bi, thôn Hương Lộc, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, thành phố Nam Định. Và về dự và chúc phúc cho đôi tân duyên trong buổi sáng ngày hôm nay còn có sự hiện diện của quý chân tôn thiền nước Tăng Ni trong và ngoài trụ xứ cũng về dự. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Về phía đại diện của gia đình họ nhà trai, ban tổ chức chúng con xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thái Lâm và bà Lê Thị Năm là thân phụ và thân mẫu của chú rể. Về phía gia đình của họ nhà gái, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Văn Túc và bà Nguyễn Thị Dung là thân phụ và thân mẫu của cô dâu. Và trở về tham dự và chúc phúc cho đôi tân duyên trong buổi sáng ngày hôm nay và có sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu, khách quý, quý thiện nam tín nữ gần xa cũng trở về để cầu nguyện và chúc phúc cho đôi bạn trẻ được trọn đời hạnh phúc. Một lần nữa chúng con xin được tri ân sự hiện diện của tất cả quý vị và xin dành quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý vị và hai nhân vật đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong lễ hàng vận ngày hôm nay, đó chính là tân lang Thái Minh và tân nương Hoa Tươi. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và tiếp theo chương trình sẽ là phần tóc mạch của cô dâu chú rể và đại diện gia đình họ nhà trai và họ nhà gái. Xin mời cô dâu chú rể sẽ quỳ trước tam bảo, quỳ trước quý thầy. Xin mời bố mẹ của cô dâu, bố mẹ của chú rể sẽ quỳ ngay phía sau hai con của mình ạ. Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng mễ bạch chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị, xuân về cho lộc trổ tươi cành, cho nắng vàng hôn nhẹ tóc xanh, cho áo em cài hoa tỉ muội, cho riêng em được cánh nhành dành, cho thỏ phẳng phất hồn sông núi, cho ý đậm đà nghĩa hiến oanh, cho thấm kinh thiên lời Phật dạy, một câu nhường nhịn chín câu lành. Hôm nay hội đủ duyên lành, chúng con được tề tịu về đây dưới đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh để tổ chức lễ hàng thuận. Giờ này cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên đã quỳ trước tam bảo, quỳ trước quý thầy để dâng lời tắc mạch và thay lời cho ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Dung là thân mẫu của tân nương sẽ đại diện cho hai bên gia đình dâng lời tắc mạch, xin được trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bay bạch trên chư tôn đại đức Tăng Ni chứng minh. Hôm nay hai gia đình chúng con có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đại đức Tăng Ni chứng minh từ bi hoan hỷ bố thí cho. Hôm nay đại diện hai gia đình chúng con, nhà trai cha Nguyễn Thái Lâm, mẹ Lê Thị Năm, nhà gái cha Hoàng Văn Túc, mẹ Nguyễn Thị Dung, đại diện cho đôi trẻ Thái Minh pháp danh Thiện Phước, Hoàng Tươi pháp danh Diệu Liên. Thời gian thấm thoát trôi, kể từ khi chúng con được may mắn tiếp xúc với giáo lý Phật Đà, đã hiểu được và thực hành những lời dạy của Phật, chúng con đã được lợi ích, an lạc và hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện tại là những người Phật tử, chúng con xin học theo hạnh của Đức Phật, muốn cho nhiều người được diễm phúc như chúng con, tìm về được chính đạo, nhất là con cháu của mình. Hôm nay nhân dịp hai con của chúng con kết hôn, cũng như muốn cho hôn lễ được kết tường, hai họ sum vầy,
vợ chồng trăm năm hạnh phúc, chúng con xin cúi đầu hành lễ cung kính quý ngài hoan hỷ tác pháp, cử hành lễ hằng thuần cho hai cháu được ân chiêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô
điểm hương bạch Phật, tác phúc nhân duyên, nguyện cho hai con được trăm năm hạnh phúc, trọn đời nghĩa phu thê, và cũng nguyện cho quan viên hai họ được muôn sự cát tường, hòa hợp, gia đạo được hưng long cát khánh. A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này nghi lễ niệm hương bạch Phật chúc phúc đã hoàn mãn, chúng con xin được cùng thỉnh quý cho tôn thiện đức chứng minh sẽ an toàn. Kính mời bố mẹ cô dâu, bố mẹ chú rể chúng ta sẽ ngồi thật thoải mái nhất ạ. Mâu Ni Phật, kính bạch quý cho tôn thiện đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị, kính lạy tăng người thầy trí cả, theo thế tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, là thầy vô phạm dắt dìu chúng sinh. Ngày hôm nay trong buổi lễ hàng Phật của chúng con, rất vui mừng cho Thái Minh Hoàng Tươi cùng toàn thể quý quan viên hai họ khi nhận thấy sự từ bi hứa cả của quý chư tôn thiền đức chứng minh. Và giờ phút này đôi bạn trẻ của chúng con cùng quan viên hai họ xin được lắng lòng thanh tịnh, nhất tâm hướng về quý chư tôn thiền đức để kiên thỉnh quý ngài ban bố cho đôi bạn trẻ cùng toàn thể đạo tràng chúng con những lời pháp nhũ. Và thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Thành, chủ trì chùa Linh Quang, trưởng ban tổ chức lễ hàng Phật ngày hôm nay sẽ từ bi ban bố cho chúng con những lời giáo huấn để trang bị cho hai bạn có được những đạo lý, nền tảng căn bản để xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc. Chúng con xin được cung thỉnh quý thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý đại diện cho quan viên hai họ cùng toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ nhân dân đã về nơi Phật đường chùa Linh Quang để tác phúc nhân duyên, thỉnh tam bảo ban phúc cho hai con tân lang là Thái Minh và tân nương là Hoàng Tươi. Thì giờ phút này thầy được biết là hai con cũng đã chưa quy tam bảo từ bé đến giờ. Năm nay như tân lang và tân nương cũng đã bước vào để xây dựng gia đình, mà thầy nhận thấy các con vẫn chưa có duyên để quy y Phật, để làm con của chư Phật. Giới của Đức Phật chế ra cho những người đệ tử là ngăn chặn sự khổ đến với họ. Như các đệ tử nhà Phật khi mà phát Bồ Đề Tâm quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, thì quý vị đều hiểu ngũ giới là năm giới căn bản của nhà Phật. Giới thứ nhất là không sát sinh, có nghĩa là không giết người, giết vật, không làm khổ người, khổ vật. Đấy là giới thứ nhất. Giới thứ hai là không trộm cắp, có nghĩa là không phải của chúng ta thì chúng ta không lấy trộm. Chỉ có những cái gì thuộc về quyền sở hữu của mình thì chúng ta mới dùng. Những cái gì thuộc vào quyền sở hữu của người khác, người ta không cho mà mình cố tình lấy trộm thì phạm vào giới văn của Như Lai, giới cấm của Phật Tổ. Cho nên giới thứ hai ngài chế giới là không được lấy trộm đồ của người khác. Giới thứ ba là không được tà dâm, có nghĩa là nếu như mà không phải vợ, không phải chồng mình, không được quan hệ bất chính. Như hàng xuất gia quý thầy thì Đức Phật chế giới là không được dâm dục, còn như hàng đệ tử tại gia thì Đức Phật chế giới là không được tà dâm, có nghĩa là không được quan hệ bất chính nếu không phải là vợ hay chồng của mình. Giới thứ tư là không được nói dối. Giới thứ năm là không được uống rượu và các chất làm say lòng người. Vậy thì năm giới căn bản của Đức Phật ban cho những người đệ tử phát Bồ Đề Tâm quy y tam bảo là những cái giới mà rất là thù thắng, nhằm giúp cho chúng ta có cuộc sống an bình, giúp cho chúng ta có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nếu bây giờ chúng ta sợ giữ giới, nếu chúng ta đi giết người, giết vật, thì thực sự hôm nay chúng ta tạo ra sự đau khổ cho người, cho vật, thì trong sự nhân quả tuần hoàn, sau này người ta sẽ tạo lại sự đau khổ cho mình. Cho nên hôm nay Thái Minh và Hoàng Tươi, các con nên hướng về lời Phật dạy, hướng về tâm đại từ đại bi của Đức Phật mà phát Bồ Đề Tâm thọ trì giới pháp để làm đệ tử con của Phật. Có nhiều người suy nghĩ như này: con nhà tôi đang còn rất trẻ,
bây giờ cho quý y Phật sợ nó không giữ được giới, rồi nó lại mắc tội với Phật. Thầy lấy một cái ví dụ như này. Một là chúng ta không giữ được giới, nhưng mà chúng ta còn sợ, còn khiếp sợ, khiếp sợ mắc tội với Phật, cho nên chúng ta hạn chế những cái việc phạm giới. Như vậy nó cũng nhẹ đi rất nhiều. Thầy ví dụ như này, hôm nay có một vị thủ tướng về vùng quê của chúng ta. Ngài nhìn thấy đứa con của mình, Ngài rất là thương, rất là quý. Ngài muốn nhận đứa con của mình làm con nuôi. Nhưng mà đứa bé, đứa con nhà mình đó, nó lại không kính Ngài, nó không tôn trọng Ngài, và nó từ chối, nó bảo không, con không làm con nuôi của Ngài đâu. Thế thì nhân duyên sẽ không thành. Nhưng mà nếu như Ngài thủ tướng, Ngài về vùng quê, Ngài làm việc, mà Ngài nhìn thấy đứa con nhà mình, Ngài rất là quý, rất là yêu thương, và Ngài muốn nhận đứa bé đó làm con nuôi, và đứa bé đó cũng tôn trọng Ngài, kính trọng Ngài, và cũng muốn nhận Ngài làm cha nuôi, xong hai người kết cái duyên làm một khóa lễ, làm cha con với nhau, thì đứa bé con nhà mình nó được cái nhân duyên lành đó. Cuộc sống của nó được làm con nuôi của thủ tướng thì nó rất là cát tường. Mọi việc được người cha nuôi giao chỉ cho rất là nhiều, trong cuộc sống thay đổi rất là nhiều. Đang làm con của một người cha, người mẹ là nông dân, hôm nay tự nhiên đầy đủ nhân duyên lành, được gặp được cái duyên lành, gặp được thủ tướng, được Ngài thương, Ngài muốn nhận làm con nuôi, mà mình lại cũng quý Ngài, muốn nhận làm Ngài làm cha nuôi, cho nên kết cái duyên làm một cái khoa lễ, và từ đó mình thoát khỏi, không những là chỉ làm con của con đẻ của cha mẹ người nông dân, mà từ nay làm con nuôi của thủ tướng, cuộc sống rất là cát tường, chắc chắn là như vậy. Đấy, như quý vị cứ hiểu một cái điều nó như vậy, thì mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh cũng vậy, các Ngài rất là thương chúng sinh. Nhưng mà quan trọng là chúng sinh chúng ta đây có tôn trọng Ngài, có kính trọng Ngài hay không. Ngài lúc nào cũng duỗi bàn tay xuống muốn nhận chúng ta, muốn gia trì cho chúng ta, muốn nhận chúng ta làm con. Nhưng mà chúng ta phải tôn kính Ngài, tôn trọng Ngài, rồi muốn nhận Ngài làm cha, và kết một cái duyên, một cái khoa lễ quy y, từ đó chúng ta được làm con của Phật. Và thưa với quý vị, nếu làm con của thủ tướng thì chúng ta chỉ có được cái sự an vui trong vòng mấy mươi năm làm người thôi. Nhưng mà nếu chúng ta đã quy y Phật, làm con của Phật rồi, thì không những trong đời này mà vô lượng kiếp về sau, linh hồn của chúng ta vẫn được tựa nương thuyền từ công đức của Tam Bảo, tựa nương oai lực của chư Phật, mà linh hồn của chúng ta không bị đọa đầy vào những chốn khổ đồ. Chắc chắn là linh hồn của chúng ta sẽ không có phải chịu những cái cảnh khổ nghiệt ngã. Cũng như nếu như hôm nay đứa trẻ mà được làm con nuôi của thủ tướng, cuộc sống của cậu bé ấy sẽ thay đổi rất là nhiều, sẽ được bảo bọc bởi người cha nuôi. Thì hôm nay Thái Minh và Hoàng Tươi, hai con phát Bồ Đề Tâm quy y Tam Bảo, làm con của chư Phật, làm con của Tam Bảo trong cái ngày thù thắng vi diệu này, thì thầy tin chắc rằng cuộc sống của các con từ giờ, từ ngày hôm nay các con phát tâm quy y Tam Bảo cho đến mãn cuộc đời và cho đến vô lượng kiếp về sau, linh hồn của các con luôn luôn được tựa nương thuyền từ công đức của Tam Bảo, tựa nương sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh, mà cuộc sống của các con sẽ được an lành rất là nhiều. Thì ngay phút này, ngay giờ phút quan trọng này, các con có hoan hỷ để quy Tam Bảo không ạ? A Di Đà Phật. Rồi, thì các con đã nhất tâm hướng về Tam Bảo để phát Bồ Đề Tâm quy y Tam Bảo. Thì bây giờ các con hãy chắp tay trang nghiêm hướng về chư Phật, và thầy nói thế nào thì các con nói như vậy để lãnh nhận sự quy y. Nhưng mà trước khi để có thể quy Tam Bảo, vì vô lượng kiếp về trước các con đã gây tạo quá nhiều những tội lỗi, và chúng con đã tạo ra quá nhiều những sai lầm, cho nên giờ đây để được vào làm con của Như Lai thì các con phải cung đối trước Tam Bảo, sám hối những nghiệp tội mà mình đã gây tạo từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ, để cho nghiệp tội tiêu tan trước sự sám hối của các con. Thì bây giờ các con hãy chắp tay trang nghiêm, đọc theo thầy để sám hối trước Tam Bảo, cho thân tâm được thanh tịnh, cho linh tánh được châu viên công đức, để các con được quy y Tam Bảo. A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là Chí Tâm Sám Hối. Chí Tâm Sám Hối. Từ vô thủy tạo ra ác nghiệp. Từ vô thủy tạo ra ác nghiệp. Bởi tại vì tham độc sân si. Bởi tại vì tham độc sân si.
Do gốc thân khẩu ý này, do gốc thân khẩu ý này, hôm nay chúng con chí thành xin sám hối. Hôm nay chúng con chí thành xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Các con bái lạy Tam Bảo một lần. Vừa rồi các con đã sám hối ba nghiệp đã được thanh tịnh rồi, giờ đây mới được lãnh thọ tam quy và tam kiết. Hai con hãy lắng nghe, nói theo thầy để nhận lãnh thọ tam quy. Đệ tử chúng con xin nguyện suốt đời, đệ tử chúng con xin nguyện suốt đời, quy y Phật, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tăng, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Phật Lưỡng Túc Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Pháp Ly Dục Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn, quy y Tăng Chúng Trung Tôn, quy y Phật Bất Đọa Địa Ngục, quy y Phật Bất Đọa Địa Ngục, quy y Pháp Bất Đọa Ngạ Quỷ, quy y Pháp Bất Đọa Ngạ Quỷ, quy y Tăng Bất Đọa Súc Sinh, quy y Tăng Bất Đọa Súc Sinh. Đệ tử chúng con nguyện suốt đời quy y Phật kính, đệ tử chúng con nguyện suốt đời quy y Phật kính, đệ tử chúng con nguyện suốt đời quy y Pháp kính, đệ tử chúng con nguyện suốt đời quy y Pháp kính, đệ tử chúng con nguyện suốt đời quy y Tăng kính, đệ tử chúng con nguyện suốt đời quy y Tăng kính. Quý các con lại Tăng Bảo một lần. Hai con đã thọ tam quy tam kiết, giới thể đã tròn đủ, giờ đây có thể bước lên một bậc nữa là thọ trì ngũ giới để các con tinh tấn tu hành. Vừa rồi thầy đã đọc qua về ngũ giới, các con cũng đã hiểu về ngũ giới. Giờ đây các con hãy lòng thành chắp tay hướng về Tam Bảo phát nguyện thọ trì ngũ giới, nhưng các con cũng phải lượng sức mình xem xét cuộc đời của mình từ nay cho đến mãn cuộc đời. Nếu như có thể giữ được giới nào thì A-di-đà Phật con giữ được, nếu như giới nào chưa hứa cả có thể giữ được thì các con nên im lặng. Chư Phật Đại Tử Đại Bi, các con cũng không nhất thiết là phải giữ hết cả năm giới. Chiếc thuyền dấu lớn mà một lỗ bị thủng thì chiếc thuyền đó rồi cũng chìm đắm. Nếu như các con phát nguyện giữ năm giới hay 10 giới mà phá hỏng một giới thì kiểu gì các con cũng sẽ bị đọa lạc trầm luân. Nhưng nếu như các con phát nguyện chỉ giữ một giới mà các con giữ cho được tròn đầy trong đời này thì chư Phật chứng minh muôn sự sẽ được cát tường, linh hồn của các con sẽ không bị trầm luân đọa lạc. Cho nên giờ phút này các con phải lượng sức mình. Thầy sẽ tuyên giới, các con lắng nghe, nếu giới nào có thể giữ được thì các con sẽ đọc to lên: A-di-đà Phật, con giữ được. Giới nào không thể giữ được trong cuộc đời này, hãy cố gắng tĩnh tâm im lặng để cho những giới mà phát nguyện hành trì sẽ được viên tròn công đức. Các con rõ chưa? Tân lang, tân nương, các con hãy tĩnh tâm lắng nghe giới pháp. Giới thứ nhất, không được giết hại chúng sanh. Là Phật tử tại gia, các con có thể giữ được hay không? Giới thứ hai, không được trộm cắp. Là giới của người Phật tử tại gia, các con có thể giữ được hay không? Con giữ được. Giới thứ ba, không được tà dâm. Là giới của người Phật tử tại gia, các con có thể giữ được không? Giới thứ tư, không được nói dối. Là giới của người Phật tử tại gia, các con có thể giữ được không? A-di-đà Phật, con giữ được. Giới thứ năm, không được uống rượu và các chất làm say lòng người. Là giới của người Phật tử tại gia, các con có thể giữ được không? A-di-đà Phật. Hôm nay trước Tam Bảo Đại Hùng,
mười phương chư Phật quang giám đạo tràng, chư tôn thiện đức tăng ni chứng minh các con đã nhất tâm quy y thọ giới, giờ này từ đây cho đến mãn cuộc đời và vô lượng kiếp về sau, linh hồn của các con đã được nương tựa Tam Bảo, từ đây các con đã được làm con của Như Lai, con của chư Phật. Thầy chắc chắn rằng nếu các con hướng Phật tu hành, đoạn ác tu thiền, trong cuộc đời này các con sẽ sung túc về phúc báo. A Di Đà Phật. Giờ đây hai con Thái Minh và Hoàng Tươi hôm nay đầy đủ nhân duyên lành, trong bầu không khí trang nghiêm ấm áp tình đạo vị của buổi lễ hằng thuần, dưới sự chứng minh của mười phương Tam Bảo, của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và hiện tiền chư tôn Đức Tăng Ni, cùng sự chứng kiến của cha mẹ đôi bên, ông bà cô bác anh chị và các bạn bè thân thiết, thầy thay mặt chư tôn thiền Đức Tăng Ni xin có đôi lời căn dặn để hai con lấy làm tư lương trong cuộc sống. Thưa hai con, làm bậc cha mẹ ai cũng trông mong con cái trưởng thành, chọn nhà nhân đức, dòng dõi tốt lành, kết tóc xe tơ nên duyên chồng vợ, xây dựng gia đình, duy trì nòi giống con lạc cháu hồng. Do đó muốn lập gia nghiệp cần phải có chồng có vợ, vui buồn bên nhau, sớm hôm bầu bạn chia ngọt sẽ bùi, an ủi giúp đỡ tôn trọng lẫn nhau, và điều quan trọng hơn hết là phải hòa thuận, nhường nhịn lẫn nhau, không được khinh khi bội bạc lẫn nhau. Được vậy, chắc chắn gia nghiệp của hai con sẽ thành tựu như ý. Nên Thánh Hiền có dạy, phu phụ hòa gia đạo thành, nghĩa là vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc, hoặc là hòa khí sinh tài, tức là hòa thuận sẽ sinh ra tiền bạc của cải. Thế nên hai con phải biết, của quý nhờ gian nan siêng năng mới có, đời vinh do nhẫn nại khó nhọc mà nên. Lại muốn xứng đáng là người con Phật, các con phải noi theo gương sáng của mười phương chư Phật, của các bậc cao tăng đắc đạo, theo giáo pháp mà rèn luyện tâm tánh và vâng lời hướng dẫn của chư tăng. Đặc biệt phải gìn giữ năm giới cấm, vì năm giới chính là năm điều đạo đức căn bản, hoàn thiện tư cách của con người, là nền tảng xây dựng hạnh phúc gia đình, góp phần xây dựng giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Nếu vi phạm nghiêm trọng dù một trong năm giới thôi, hạnh phúc gia đình của các con sẽ không được toàn vẹn. Cho nên ngay trong giờ phút này, thầy xin nhắc lại những lời Đức Phật Như Lai đã chỉ dạy trong kinh lễ sáu phương. Đức Phật đã chỉ dạy cho trưởng giả Thi Ca La Việt hiện sanh như sau. Hoàng Tươi con, trong giờ phút này mười phương chư Phật đại từ đại bi đang phóng hào quang chứng minh, ngay lúc này con hãy giữ tâm thanh tịnh để lắng nghe lời Phật dạy. Bổn phận người vợ đối với chồng có năm việc phải làm như sau. Khi chồng đi hay về phải đưa đón niềm nở, khi chồng đi vắng phải lo nấu nướng quét dọn nhà cửa, không được ngoại tình, của cái đồ vật không được giấu làm của riêng, phải nghe lời chồng chỉ bảo. Chồng có la rầy không nên nóng giận mà chống cự lại, chồng nghỉ ngơi trước, vợ nên dọn dẹp nghỉ ngơi sau. Đó là bổn phận của người vợ hiền đối với người chồng yêu quý. Hoàng Tươi, con đã nghe rõ chưa? Thái Minh, hôm nay trong giờ phút linh thiêng mầu nhiệm, mười phương chư Phật cũng phóng ngọc hào quang chứng minh tâm thành của con. Trong giờ phút này, con hãy tĩnh tâm lắng nghe bổn phận của người chồng tốt đối với người vợ hiền của mình. Đức Phật cũng có dạy năm việc cần phải làm như sau. Khi vợ đi hay về phải đưa đón niềm nở, chăm sóc việc ăn uống và áo mền theo thời tiết cho vợ đầy đủ sức khỏe,
tùy phận giàu nghèo nên cấp cho vợ vàng bạc trang sức nữ nhi theo sở thích của vợ. Trong nhà có tiền của ít nhiều nên giao cho vợ cất giữ để tiêu dùng chung trong gia đình, không được tiêu xài lãng phí, không được cất giữ làm của riêng, phải có lòng chung thủy với vợ, không được ngoại tình. Đó là năm bổn phận của người chồng tốt Đức Phật dạy cho con. Con đã lắng nghe rõ chưa? Trong tương lai hai con sẽ làm cha mẹ, thế nên Đức Phật cũng có dạy trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái cũng có năm việc phải làm như sau. Thái Minh và Hoàng Tươi, lúc này các con hãy tĩnh tâm để lắng nghe lời Phật dạy trách nhiệm của người cha người mẹ đối với con cái, để sau này các con sẽ dạy dỗ con cháu mình thành người tốt. Một, phải nhớ dạy con bỏ giữ làm lành. Hai, phải dạy con thông suốt mọi việc. Ba, phải dạy con biết tụng kinh giữ giới, làm lành tránh ác. Bốn, phải lo việc cưới gả hợp thời cho con. Năm, trong nhà có tiền của nên giúp con cái làm ăn. Đó là trách nhiệm của người cha mẹ tốt đối với con cái. Thái Minh Hoàng Tươi, các con đã lắng nghe rõ chưa? Từ đây các con không những chỉ có cha mẹ đẻ, mà ngay bây giờ Thái Minh sẽ có thêm cha mẹ vợ, và Hoàng Tươi sẽ có thêm cha mẹ chồng. Cho nên trong kinh văn Đức Phật cũng có dạy bổn phận làm dâu hiền đối với cha mẹ chồng có những việc cần phải làm như sau. Hoàng Tươi, con hãy tĩnh tâm, vì từ ngày nay trở đi con sẽ sống cùng với bố mẹ chồng nhiều hơn là sống với bố mẹ đẻ. Cho nên con cần nghe lời Phật dạy để đối nhân xử thế, sống chung với bố mẹ chồng sao cho yên ấm, sao cho cuộc sống gia đình được hạnh phúc. Hoàng Tươi, con hãy lắng nghe. Đức Phật dạy như sau: phải có lòng hiếu kính cha mẹ chồng, tùy thuận lời cha mẹ dạy bảo, không được cãi lại. Phải luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục chồng mình nên người tốt, mà bổn phận làm dâu hiền phải có trách nhiệm nối dòng nối dõi cho gia nghiệp nhà chồng. Nếu ở nhà trông nom công việc thì phải ngủ sau dậy trước, lo cơm nước cho chu đáo, chăm sóc cha mẹ chồng tử tế. Nếu bận làm công việc ở cơ quan thì phải tùy nghi linh động, mọi người cùng nhau san sẻ công việc nhà, giúp cho cha mẹ được mạnh khỏe. Khi cha mẹ chồng có đau ốm, làm người dâu con hiền phải chăm nom thuốc thang, thay đổi món ăn thức uống, cầu cho cha mẹ sớm mạnh khỏe an vui. Nếu thấy cha mẹ chồng làm điều bất thiện, không được a tầm, phải hết lòng khuyên can, khuyến hóa cha mẹ phát tâm bồ đề, cầu đạo giải thoát, bỏ ác làm lành. Được như vậy mới chọn lòng hiếu đạo của người dâu hiền. Hoàng Tươi, con đã nghe rõ chưa? Thái Minh, trong giờ phút linh thiêng mầu nhiệm này, từ hôm nay không những con chỉ có cha mẹ đẻ, mà từ nay cho đến mãn cuộc đời con còn có thêm cha mẹ vợ, chính là nhạc phụ nhạc mẫu trong cuộc đời của con. Cho nên trong kinh văn Đức Phật cũng có chỉ dạy về lòng hiếu thảo của người rể hiền. Giờ đây con hãy lắng nghe những lời Phật dạy. Một, phải có lòng kính yêu cha mẹ vợ như cha mẹ mình, có mặt hay vắng mặt cha mẹ đều phải tôn trọng, không được có một lời bất bình bất kính. Con phải biết rằng dù là có mặt cha mẹ hay không có mặt cha mẹ, nhất định con không được hỗn. Nhiều khi các con ở ngoài đời, mỗi lần mà tức với vợ thì lại lôi cha lôi mẹ ra chửi, đó là đại nghịch bất hiếu. Con phải biết là vợ con làm sai thì con dạy. Đấy, vợ con làm sai con có thể mắng, nhưng mà mắng lời nào đó là mắng vợ, dạy vợ, chứ không được lôi mẹ lôi bố của vợ ra mắng. Con đó chưa? Con đó rồi. Tuy bố mẹ con không biết, nhưng mà trời Phật biết, thánh thần biết, cửu huyền thất tổ biết, và như vậy con sẽ trở nên đại nghịch bất hiếu. Phải nhớ ơn
cha mẹ bà có công sinh thành dưỡng dục vợ mình coi như vàng như ngọc mà lại ban cho mình. Khi cha mẹ vợ có việc gì cần nhờ, con rể hãy hoan hỉ sẵn sàng, không sợ khó khăn tốn kém, không sợ đường xá xa xôi. Khi cha mẹ vợ đau bệnh, con phải thường lui tới thăm hỏi, an ủi giúp đỡ, cầu mong cho cha mẹ sớm được bình phục. Nếu thấy cha mẹ vợ làm những điều bất thiện, con không được a tòng theo, phải hết lời khuyên can, khuyến hóa cha mẹ vợ phát bồ đề tâm, cầu đạo giải thoát, bỏ những điều ác, làm những điều lành, để sau này linh hồn cha mẹ sẽ không bị đọa đày nơi chốn khổ. Đó là bổn phận làm rể hiền đối với cha mẹ vợ. Thái Minh, con đã nghe rõ chưa? Con rõ rồi ạ. A Di Đà Phật. Hôm nay trong lễ hàng thuận, thầy cũng xin có một lời với Thái Minh. Hôm trước thầy có đi dự một buổi lễ hàng thuận ở một ngôi chùa. Trong cái buổi lễ hàng thuận, khi mà chuẩn bị tang lễ thì người bố vợ có đến và cầm vào tay con rể và nói những lời rất là tình cảm nhưng mà vô cùng xúc động. Ông bố vợ có nói như thế này: người đầu tiên mà nhìn thấy cô ấy là tôi chứ không phải là cậu. Người đầu tiên mà nắm tay cô ấy là tôi chứ không phải là cậu. Người đầu tiên mà hôn cô ấy là tôi chứ không phải là cậu. Người đầu tiên mà bảo vệ cho cô ấy bình an hạnh phúc là tôi chứ không phải là cậu. Nhưng mà người có thể đi hết cuộc đời này và được cô ấy chăm sóc yêu thương cả cuộc đời này lại là cậu, không phải là tôi. Khi mà ông bố nói những lời đó thì người con rể rất là xúc động và đã quỳ xuống nắm chặt bàn tay cha và khóc. Và người cha có căn dặn người con rể rằng: nếu sau này con không ưa cô ấy, con không còn yêu thương cô ấy, hay là con cảm thấy không muốn ở với cô ấy, thì xin con đừng phản bội cô ấy, con đừng làm cô ấy đau khổ, đừng đánh đập cô ấy, con hãy nói với bố để bố sẽ đưa cô ấy trở về lại nhà. Có nghĩa là cái tình cảm của người cha, bất luận là lúc bé hay là lúc lớn, chưa bao giờ người cha người mẹ mà bỏ rơi con cái. Cho nên Thái Minh, con phải hiểu rằng lúc bé chưa làm được ra tiền, chưa làm được bất kỳ một việc gì nên hồn, thì là Hoàng Tươi đang ở với bố mẹ. Bây giờ có thể làm được ra tiền, có thể làm lụng được tất cả mọi việc thông thạo, thì lại về bên gia đình nhà chồng ở cùng với con. Cho nên con phải biết rằng trong cuộc đời này, người mà cô ấy nợ chính là bố mẹ cô ấy, chứ cô ấy không nợ bất kỳ một người nào trên thế giới này. Cho nên con phải hiểu rằng từ đây, cũng vì tình yêu, vì duyên nghiệp đời trước mà giờ này các con nên duyên vợ chồng. Thầy mong rằng con làm chỗ nương tựa cho người vợ hiền của con. Người đàn ông bản lĩnh là người đàn ông phải làm cho người phụ nữ bên cạnh mình cảm nhận được sự hạnh phúc, cảm nhận được sự bình an. Cho nên thầy mong rằng con cũng là một đấng quân tử, một bậc trí tuệ, rất là có học thức. Con cũng đi du học nước ngoài, thầy thấy là văn hóa học thức của con cũng rất là cao. Cho nên thầy mong rằng ngày hôm nay trước Phật đài trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự chứng minh của chư tôn thiền đức, thầy tin chắc rằng trong cuộc đời này, thầy cũng biết rằng cuộc đời của chúng ta không sống được bao, chắc chắn thầy trò mình cũng chỉ được 5-70 năm nữa thôi, chứ không thể ở mãi trong thế gian này. Nhưng mà thầy tin chắc rằng trong 5-70 năm tới hay 100 năm tới, con làm cho Hoàng Tươi lúc nào cũng cảm nhận được sự bình an, sự an vui, sự hạnh phúc khi được ở gần bên con. Và Hoàng Tươi sẽ luôn luôn được dựa vào con để có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong cuộc đời. Con có đồng ý không? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi, xin chúc phúc cho hai con. A Di Đà Phật. Nam Mô Bà Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
kính bạch với chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Vừa rồi thì tất cả chúng ta đã cùng được nghe những lời pháp nhũ từ Đại Đức Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quang, trưởng ban tổ chức lễ hầm Phật của đôi Tân Duyên trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý thầy đã dạy cho đôi Tân Duyên về nghĩa vợ tình chồng, về nghĩa của người vợ đối với gia đình nhà chồng và người chồng đối với gia đình nhà vợ. Và giờ phút này xin được thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cung thỉnh quý thầy Đại Đức Thích Minh Thành một lần nữa, xin thầy từ bi hứa khả quang lâm giảng cho chúng con về giá trị của chiếc nhẫn. Tại vì chúng con được biết rằng nhẫn là một kỷ vật vô cùng thiêng liêng không thể thiếu để khẳng định tình yêu bất diệt và sự cam kết tự nguyện gắn bó tương trợ lẫn nhau trong đời sống hôn nhân, đó chính là đôi nhẫn cưới. Trước khi toàn thể quý vị được chứng kiến giây phút quan trọng nhất trong lễ hồng thuật ngày hôm nay, đấy chính là giây phút của tân lang và tân nương sẽ trao nhẫn cưới cho nhau, thì xin mời tân lang và tân nương cùng toàn thể quý vị hãy cùng lắng nghe những thông điệp vô cùng ý nghĩa và thú vị về đôi nhẫn cưới. Cổ đức xưa đã có ý thức sâu sắc về giá trị đạo đức và tầm quan trọng của chữ nhẫn. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được mối lo trong ngày. Muốn hòa thuận trên dưới, nhẫn nhịn đứng hàng đầu. Cái gốc chặt nết, nhẫn nhịn là cao. Chả còn nhẫn nhịn nhau thì vẹn toàn đạo lý. Vợ chồng nhẫn nhịn nhau thì con cái khỏi bơ vơ. Nếu như anh em mà nhẫn nhịn nhau thì trong nhà thường yên ấm. Bạn bè biết nhẫn nhịn nhau, tình nghĩa chẳng phai mờ. Tự mình mà nhẫn được chính mình thì ai ai cũng mến yêu. Người mà chưa biết nhẫn thì chưa phải là người hay. Giờ phút này đôi Tân Duyên cùng toàn thể đạo tràng chúng con xin được trang nghiêm như pháp. Chúng con xin được cung thỉnh quý thầy sẽ ban bố cho chúng con để chúng con hiểu được chữ nhẫn một cách trọn vẹn. Xin được cung thỉnh đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể pháp hội, thực sự thì xưa nay đám cưới nào cũng có sự mà trao nhẫn cho nhau, nhưng mà để người hiểu được rõ về cái sự tích của nhẫn cưới, hay là hiểu rõ về cái lợi ích của chiếc nhẫn đeo ở tay thì mấy người đã hiểu thấu nó. Cho nên trong cái giờ phút mà bầu nhiệm linh thiêng trong cái buổi lễ hàng thuận hôm nay, thầy cũng xin giảng giải cho hai con Thái Minh và Hoàng Tươi lắng nghe về đôi nhẫn mà hai con sẽ chuẩn bị trao cho nhau, để sau này trong cuộc đời mỗi khi mà gặp phải những sự việc gì bất như ý trong cuộc đời thì các con hãy nhìn vào bàn tay mình và hãy cảm nhận được cái chiếc nhẫn mà mình đang đeo trên bàn tay, để các con sẽ vượt qua tất cả những khúc mắc trong cuộc sống hay là những điều mà chưa được như ý của mình. Các con lắng nghe. A Di Đà Phật. Thái Minh, Hoàng Tươi, hai con quý mến, đây là hai món trang sức quý giá biểu thị đạo lý hôn nhân. Nó có tên là nhẫn, thường được đeo ở ngón tay để hai con luôn nhìn thấy, nhằm nhắc nhở các con những điều hay ý đẹp như sau. Nhẫn có nghĩa là nhường nhịn. Muốn trong nhà vui vẻ đầm ấm hạnh phúc, trước phải biết nhường nhịn lẫn nhau, không nên hơn thua lời qua tiếng lại. Chiếc nhẫn lại được đeo vào ngón tay để hai con dễ nhìn thấy, để tự nhắc nhở mình về sự nhẫn nhịn trong cuộc sống. Chiếc nhẫn hình tròn tiêu biểu cho phước báo và tiền của đầy đủ nhà đất thịnh vượng. Nhưng muốn được như thế, vợ chồng các con phải siêng năng làm lụng, dành dụm tiền bạc tiêu xài chừng mực, không được phung phí, và phải biết cúng dường bố thí thì mới có thể được hưởng phước lâu dài. Chiếc nhẫn này được làm bằng chất vàng. Vàng có đặc tính thứ nhất là tùy duyên bất biến, nghĩa là hình dạng tuy có thay đổi nhưng tính chất vẫn nguyên vẹn. Hay nói rõ hơn,
dù ai có vo tròn bóp méo, kéo dài cán mỏng đi nữa, hình dạng tuy đã thay đổi nhưng tính chất giá trị của vàng thì vẫn nguyên vẹn. Đạo vợ chồng của hai con cũng thế, hai con chung sống bên nhau, dù gặp phải hoàn cảnh nào đi nữa cũng phải giữ vẹn lòng chung thủy trước sau như một. Cổ nhân có dạy, ngọc càng dồi càng sáng, vàng càng luyện càng tinh. Các con đừng vì nghịch cảnh, đừng vì danh lợi tiền của sắc đẹp ăn uống ngủ nghỉ, đừng vì những sự cám dỗ bên ngoài mà hai con lại thay lòng đổi dạ. Chất vàng có đặc tính thứ hai là màu sắc tươi đẹp, không bao giờ phai nhạt, dù trải qua bao năm lần mưa lặn nắng, có dù có rơi rớt vùi dập ở nơi nào nhưng nó vẫn mãi tươi đẹp. Đạo vợ chồng của hai con cũng thế, hai con đã thệ nguyện chung sống bên nhau. Thầy chắc chắn cuộc sống thế gian này các con không tránh, không thể nào không gặp những nghịch cảnh. Nhưng mà dù có gặp cảnh ngộ nào đi nữa, hoặc mai kia có bị già nua hay tật bệnh, nhưng mà thầy mong rằng tình nghĩa vợ chồng của hai con cũng nồng nàn tươi đẹp như thuở ban đầu mới cưới. Chính vì những lý do trên, đôi nhẫn có ý nghĩa rất thiêng liêng trong tình nghĩa vợ chồng. Hai con phải giữ nó làm kỷ niệm, xem nó là vật vô giá. Hơn nữa, trong ngày hôm nay quý thầy cũng sẽ gia trì mật chú vào trong đôi nhẫn cưới, để cho các con đeo bên người sẽ có được sự bình an, sẽ có được sự an lạc. Thầy mong rằng hai con sẽ giữ gìn bảo vật này và luôn luôn nhắc nhở để nhẫn nhịn nhau, để nhường nhịn nhau, để có được một cuộc sống bình yên hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này chúng con xin được cung thỉnh Đại Đức Thích Minh Thành, trưởng ban tổ chức lễ Hồng Thuận, sẽ thực hiện nghi thức chú nguyện đôi nhẫn cưới. Xin mời cô dâu và chú rể quỳ cao lên ạ, hai bạn đối mặt vào nhau ạ. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, thưa quan viên hài hò, ngay bây giờ sẽ là thời khắc đặc biệt quan trọng nhất trong cuộc đời của đôi tân duyên trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là thời khắc hai bạn sẽ trao nhẫn cưới cho nhau. Xin mời chú rể sẽ đón nhận chiếc nhẫn từ quý thầy, sau đó sẽ trao cho vợ của mình là cô dâu Hoàng Thị Tươi. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin mời cô dâu Hoàng Tươi sẽ đón nhận chiếc nhẫn cưới và trao cho chồng của mình là chú rể Nguyễn Thái Minh, pháp danh Thiện Phước. Dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đôi tân duyên của chúng ta trong năm tình viên mãn, bậc đầu nghĩa phù thề. Xin mời hai bạn ngồi xuống ạ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý chư tôn hiền đức chứng minh. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quan viên hai họ, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng lắng nghe ý nghĩa về đôi nhẫn cưới với phần khai thị của sư thầy trụ trì Đại Đức Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quang. Và giờ phút này cho phép con xin được thay lời cho đôi tân duyên, thay lời cho hai bên nội ngoại và quan viên bốn họ, không biết nói gì hơn, cho phép con xin được gửi lời chúc tới sư thầy Đại Đức Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quang, xin được nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý thầy pháp thể kinh an, bồ đề tăng trưởng, chúng sinh di độ, mãi mãi là bóng cây cổ thụ để dìu dắt tràng phật tử chúng con trên con đường giải thoát. A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
kính thạch quý chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quan viên hai họ. Con biết được rằng là ngày hôm nay tất cả quý vị ở đây có một chút gì đó bỡ ngỡ với tất cả các nghi thức của một buổi lễ hồng thuận theo đúng nghi thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ những câu chuẩn bị, từ những câu sắp xếp, rồi đến những câu tổ chức của quý thầy và ban tổ chức. Kính thưa quý vị, tất cả chúng ta đang chứng kiến một lễ cưới, một lễ hồng thuận trong chùa. Nếu như ở ngoài đời tất cả quý vị được chứng kiến một buổi lễ cưới rất là đầy đủ các nghi thức như là cắt bánh này hoặc là rót rượu vang và rất là nhiều các nghi thức khác, nhưng mà có một nghi thức mà chắc chắn là quý vị không được chứng kiến, đấy chính là nghi thức cô dâu và chú rể lễ tạ cha mẹ của mình trong ngày trọng đại. Có đúng không ạ? Có đúng không ạ quý Phật tử? A Di Đà Phật. Có thể là quý vị ở đây, quý vị biết được rằng là khi mà cô dâu chú rể đón nhau ấy ạ, lúc mà chú rể đến để đón cô dâu thì chỉ thắp hương ban gia tiên thôi đúng không ạ? Thắp hương gia tiên xong là nhà trai sẽ đón cô dâu về. Vậy thì quý vị có nghĩ cho tâm trạng của những người làm cha làm mẹ cô dâu không ạ? Khi mà con của mình lên thắp hương gia tiên xong, sau đó là gia đình nhà trai đưa cô dâu về, chứng tỏ rằng là bố mẹ cảm thấy rất là hụt hẫng đúng không ạ? Cảm thấy rất là buồn. Tại vì là kể từ nay con gái của mình, đứa con bé bỏng của mình, đứa con mà mình đã dứt ruột đẻ ra, sinh thành nuôi nấng, từ nay đã theo chân về gia đình nhà chồng. Đấy chính là nỗi niềm mà Đức Phật của chúng ta đã hiểu được phần nào về sự sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Đấy cũng chính là lý do mà giờ phút này cho phép con xin được mời tất cả quý vị Phật tử, chúng ta hãy cùng lắng lòng, hãy cùng chứng kiến giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của những người làm con. Đấy chính là giây phút mà cô dâu và chú rể sẽ lễ tạ bố và mẹ của mình trong ngày trọng đại. Và xin mời quý thầy sẽ chứng minh cho đôi tân duyên. Xin mời tất cả quý vị Phật tử hãy cùng trọng duyên cho đôi tân duyên của chúng con trong giây phút trọng đại, giây phút lễ tứ trọng ân. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngước bế bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, ân cha mẹ muôn phần trọng đại, ân nước nhà rộng rãi bao la, ân quần chúng giúp đỡ ta, ân thầy ân bạn đều là cao xa. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, ngày đính hôn nhớ công cha dưỡng dục, lễ chúc phúc thương mẹ đức cù lao. Trời cao vời vợi, đất rộng thênh thang, từ bé rồi cho đến lúc lớn khôn, công cha dạy như trời cao non thái. Chịu lấy ướt để nhường con vô giáo, nghĩa của mẹ như nước biển sông sâu. Lòng chỉ lo báo đáp nghĩa sinh thành, ý những đắc sớm hôm thường định tình. Nay thời tiết nhân duyên vừa hội đủ, chúng con xin nguyện trọn đời hiếu hành. Đỉnh lễ này mong cha mẹ chính chi, kính lạy mẹ, kính lạy cha. Hôm nay xin cho chúng con được quỳ trước cha và trước mẹ để nói nên lời tri ân và sám hối tha thiết của mình. Kính lạy mẹ, kính lạy cha. Bao năm qua chúng con được sống trong vòng tay yêu thương, chở che và nuôi dạy của cha mẹ. Để con sống trong một đời vất vả, để con vui mẹ ôm trọn khổ sầu. Vậy mà trước một lần nào chúng con biết báo đáp ơn nghĩa mênh mông trời biển này, chúng con cứ mải mê răng ruồi cuốn theo cuộc sống với những thú vui và ham muốn tạm bợ, mà quên đi ánh mắt sâu thẳm lo lắng của cha. Và chúng con đã quên đi những giọt nước mắt già nua không ứa nổi của mẹ. Trong đêm lành vì thương nhớ lo lắng cho chúng con,
chúng con chưa một ngày nào đền đáp được gì cho cha mẹ, thì hôm nay chúng con lại bước vào xây dựng một cuộc sống mới, một mái ấm gia đình mới với bao nhiêu trách nhiệm, bổn phận và lo toan. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con mới chợt nhận ra sự vô thường khắc nghiệt của thời gian đã hằn lên trán cha những nếp nhăn của sự nhọc nhằn, lo toan vất vả, đã trải lên mái tóc xanh của mẹ ngày nào những sợi bạc của tảo tần sớm hôm. Kính thưa cha, kính thưa mẹ, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gian khổ cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, từ hôm nay chúng con nguyện sẽ sống một cuộc đời vì ta, biết sống vì người khác thay vì chúng con chỉ biết chăm lo cho bản thân mình, để xứng đáng với truyền thống văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc, tiếp nối nề nếp bao đời của gia phong tiên tổ, hướng tới đời sống tâm linh cao đẹp để hoàn thiện nhân cách, trở thành người công dân tốt, người có hiếu thảo, làm tròn trách nhiệm với gia đình, xã hội và hộ trì tam bảo, để đền đáp phần nào được sự kỳ vọng của mẹ, của cha, của họ hàng và tất cả mọi người. Kính lạy bố Hoàng Văn Túc và mẹ Nguyễn Thị Dung. Con là Hoàng Thị Tươi, là người chị cả trong gia đình của ba chị em. Con biết được rằng là từ khi sinh ra, bố mẹ luôn dành cho con những tình cảm yêu thương nhất. Bố mẹ luôn yêu thương con nhiều nhất trong ba chị em. Vậy mà khi lớn lên, học hành đỗ đạt, con chưa một ngày nào đền đáp cho bố mẹ, thì ngày hôm nay con lại cất bước theo chồng. Nhưng con hứa với bố Hoàng Văn Túc và mẹ Nguyễn Thị Dung, con xin hứa với bố mẹ rằng con và anh Nguyễn Thái Minh sẽ yêu thương nhau, sẽ chung thủy với nhau đến trọn đời trọn kiếp. Và xin bố mẹ hãy an lòng, đứa con gái bé nhỏ ngày nào ngày hôm nay đã thực sự trưởng thành, và chúng con sẽ luôn luôn yêu thương và bao bọc cho nhau. Bố mẹ không chỉ có thêm một người con rể, mà các em của con sẽ có thêm một người anh rể. Chúng con hứa sẽ hiếu thảo với bố mẹ và sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho các em. Kính lạy bố Nguyễn Thái Lâm và mẹ Lê Thị Năm, cho phép con là Hoàng Thị Tươi xin được cảm ơn bố Nguyễn Thái Lâm và mẹ Lê Thị Năm đã sinh thành ra người con trai là Nguyễn Thái Minh, để ngày hôm nay chúng con được nên duyên vợ chồng. Giờ phút này cho phép chúng con xin được quỳ trước cha trước mẹ và xin được đảnh lễ trước cha trước mẹ, để xin được một lần nữa tri ân, cảm ơn sự sinh thành dưỡng dục mà cha mẹ đã ban cho chúng con. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng lễ tạ cha mẹ của mình theo tiếng khánh của quý thầy. Giáo chủ Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
giờ phút này sẽ là đến giây phút mà tân duyên của chúng con đọc lời phát nguyện. Kính thưa tất cả quý vị, giờ đây dưới sự chứng minh của Tam Bảo, hiện tiền của chư tôn thiền đức và sự chứng kiến của quý họ hàng hai bên, để khẳng định tình yêu và quyết định tiến tới cuộc sống hôn nhân của hai bạn là hoàn toàn tự nguyện và cùng nhau hướng tới một tương lai hạnh phúc thủy chung bền chặt, xin mời hai bạn sẽ cùng quỳ trước Tam Bảo, quỳ trước quý thầy để đọc lời phát nguyện của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút thiêng liêng này, dưới sự chứng minh của Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên, con tên là Nguyễn Thái Minh, 30 tuổi, xin xác nhận em Hoàng Thị Tươi, 27 tuổi, là vợ của con. Con xin phát nguyện trọn lòng chung thủy với vợ, giữ gìn năm giới cấm, làm người Phật tử chân chính, để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc an vui, tinh tấn tu học, hộ trì Tam Bảo, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý Phật tử dành cho chú rể một tràng pháo tay thật lớn ạ. Giờ phút này thì xin mời cô dâu sẽ đọc lời phát nguyện của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút thiêng liêng này, dưới sự chứng minh của Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên, con tên là Hoàng Thị Tươi, 27 tuổi, xin xác nhận anh Nguyễn Thái Minh, 30 tuổi, là chồng của con. Con xin phát nguyện trọn lòng chung thủy với chồng, giữ gìn năm giới, làm người Phật tử chân chính, để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình an vui, tinh tấn tu học, hộ trì Tam Bảo, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Nam mô A Di Đà Phật. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Anh xin hứa với em sẽ luôn lắng nghe, sẽ luôn thấu hiểu. Sẽ luôn lắng nghe, sẽ luôn thấu hiểu. Anh sẽ yêu em. Anh sẽ yêu em. Đến hết cuộc đời này. Đến hết cuộc đời này. Bằng một trái tim có hiểu biết. Bằng một trái tim có hiểu biết. Hoàng Tươi có rung động không em? Hoàng Tươi. Em rất rung động ạ. Xin quý Phật tử dành cho chú rể một tràng pháo tay thật lớn ạ. Rồi bây giờ là đến lượt Hoàng Tươi. Rồi bây giờ cầm lấy tay của chồng mình ạ. Nhìn vào mắt nhau đi ạ. Xin mời Hoàng Tươi sẽ nói cho chị nha. Em xin hứa với anh. Em xin hứa với anh. Sẽ luôn lắng nghe, sẽ luôn thấu hiểu. Sẽ luôn lắng nghe, sẽ luôn thấu hiểu. Em sẽ yêu anh. Em sẽ yêu anh. Đến hết cuộc đời này. Đến hết cuộc đời này. Bằng một trái tim có hiểu biết. Bằng một trái tim có hiểu biết. Chú rể. Hãy yêu. Rồi, xin một tràng pháo tay lớn ạ. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị, lời phát nguyện để lòng luôn ghi nhớ, nghĩa vợ chồng mãi mãi thủy chung, dù cho sóng gió gập ghềnh, xin nguyện giữ trọn nghĩa tình không phai. Và giờ phút này để kỷ niệm ngày vui, ngày hạnh phúc, và cũng là đánh dấu một ngày vô cùng trọng đại trong cuộc đời của hai bạn, sư thầy bản tự cùng chư tôn đức có một giấy điệp để chứng minh, nội dung là nội dung là cô dâu và chú rể sẽ ký tên vào bức điệp chứng nhận kết duyên hoàng thuận tại ngôi chùa Linh Quang trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con xin được cung thỉnh thầy chủ trì. Di Đà Phật. Hôm nay trước Phật đài Tam Bảo trang nghiêm thanh tịnh, thì chư tôn thiền đức tăng có chứng minh lễ hằng thuận cho hai con. Thì giờ phút này hai con đã phát nguyện yêu nhau và sống cùng nhau cho đến mãn cuộc đời. Thì thầy tin chắc rằng lúc này hai con cũng sẽ nhất tâm và sẽ ký vào trong giấy chứng minh lễ hằng thuận này. Các con có hoan hỉ không ạ? A Di Đà Phật. Trước khi mà để mà ký vào giấy chứng nhận này, thì các con biết rằng nếu như mà giấy ký vào cái đăng ký kết hôn ấy, thì chỉ có người của thế gian, chỉ có bên chính quyền pháp luật họ chứng nhận thôi. Nhưng hôm nay các con ký vào giấy chứng minh lễ hằng thuận, mười phương Tam Bảo đều chứng minh.
cho nên thầy tin chắc rằng nếu các con phụ bạc nhau thì duyên phận của các con sau này sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Cho nên thầy tin chắc rằng các con đã hứa trước Phật thì từ đây các con sẽ yêu nhau và chung thủy với nhau và tạo ra cho nhau những hạnh phúc bền lâu. Các con rõ chưa? Bây giờ Thái Minh, con hãy quay xuống hội trường, con nhìn tất cả hội trường xem một lượt thầy xem nào. Con đứng lên con nhìn cho nó rõ. Con có nhìn thấy ai xinh đẹp bằng vợ con không? Hả? Không có ai xinh đẹp bằng vợ con đúng không ạ? Thế thì thầy tin chắc rằng đấy, ngày hôm nay vợ con rất trẻ, rất xinh, rất đẹp. Trong cả một hội trường lớn này không có một người con gái, một người thiếu nữ nào xinh đẹp như vợ của con. Nếu như mai này cũng vì lo công việc gia đình, vì sinh đẻ mà vợ con có xấu đi một chút, mà con có nhìn thấy người phụ nữ khác mà đẹp hơn mà con thay lòng đổi dạ, thì đó là sự không trung thủy của con. Và như vậy con có lỗi với vợ của con, và con có lỗi với cha mẹ vợ cũng như cha mẹ đẻ của mình. Con đó chưa? Đấy nha, trước Tam Bảo, trước quý thầy, con đã nói là trong cả một cái hội trường lớn mênh mông này rất là đông, già trẻ, gái trai nam nữ, con không tìm thấy một ai đẹp như vợ của con, có đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi, bây giờ Hoàng Tươi, con đứng lên, con cũng quay xuống nhìn cả hội trường này xem thật có thấy một người, một chàng trai nào xinh đẹp như chồng của con không ạ? Dạ không ạ. Vâng, đấy, hôm nay có cả hội trường chứng minh nha. Đôi Tân Lang Tân Nương hứa là trước Tam Bảo là không tìm thấy một người nào đẹp trai như chồng của mình và xinh gái như vợ của mình. Và thầy tin chắc rằng đôi uyên ương này rất là hiền thục, rất là xinh đẹp và rất là có phúc báo. Thay lời chư tôn thiền đức Tăng Ni, thầy chúc phúc cho hai con sẽ được 100 năm hạnh phúc. Bây giờ các con có thể ký vào giấy chứng minh được rồi. A Di Đà Phật. Các con nhớ là lần ký này quan trọng lắm đấy nha, vô lượng kiếp để sau vẫn yêu nhau đấy. Bút xa là chết nhá. Âm thanh cho chút nhạc ạ. Chú rể tay run quá. Bé bé cũng run luôn. Trước khi ký nhìn chồng nhé, Hoàng Tươi. Một chàng quan tất thần lớn ạ. A Di Đà Phật, xin trình lên cả hội trường là Tân Lang Tân Đường đã ký rồi nhá. A Di Đà Phật. Rồi, A Di Đà Phật. Rất là cảm ơn. Chúc phúc cho hai con nhá. Rồi, chứng minh A Di Đà Phật. Thì nhân trong buổi lễ hàng thuận rất là thù thắng hôm nay, thì thầy cũng có một món quà rất là đặc biệt. Thì xin quý Phật tử dành một tràng pháo tay thật lớn để tri ân công đức của sư thầy chủ trì. Vâng, đây là một trung tâm, và thầy tin chắc rằng hai con trong cuộc sống này, nếu như mà có tâm trong cuộc đời này, các con có tâm với vợ, có tâm với chồng, có tâm với cha mẹ, có tâm với bạn bè, có tâm với thân bằng quyến thuộc, cũng như có tâm với tất cả mọi người, mọi loài, thì thầy tin chắc rằng cuộc sống của các con sẽ bình an. Đức Phật có dạy nhất thiết duy tâm tạo, tâm của chúng ta sẽ tạo ra sự hạnh phúc an vui cho chúng ta, mà tâm của chúng ta cũng sẽ tạo ra sự đau khổ cho chúng ta. Cho nên thầy tin chắc rằng hôm nay thầy tặng cho hai con chức tâm, thầy cũng mong rằng các con sẽ từ chức tâm này, từ cái tâm trong con người của các con, mà các con sẽ hình thành tất cả hạnh phúc an vui cho cuộc đời của mình, cho gia đình của mình. A Di Đà Phật. Và thầy cũng có một bức chữ. Trong chữ hạnh phúc thì có dòng chữ là 100 năm tình viên mãn, trọn đời nghĩa phu thê. Và chữ hạnh phúc này thầy phải lặn lội đi suốt một buổi đêm thầy mới có thể tìm được. Hôm nay xin tặng cho hai con nha. Thầy mong rằng hai con trọn đời sẽ được hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và nhân đây thầy cũng có hai chữ Phật xin tặng cho hai gia đình thông gia.
cho nên là hôm nay thầy tặng hai gia đình con ra hai chữ Phật. Thầy mong rằng bố mẹ hai bên đều là vị Phật sống trong cuộc đời của Tân Lan và Tân Lương. Và thầy tin chắc rằng hai gia đình đã là Phật thì chúng ta sẽ luôn luôn từ bi hỷ xả, làm sao thương yêu con cái mình, thương yêu con cháu mình và sống với nhau bình đẳng giữa hai bên thông gia để tạo ra sự hòa khí, tạo ra sự hạnh phúc cho cả hai bên và cho con cháu mình. A Di Đà Phật, xin chúc phúc cho tất cả hai gia đình. Kính thưa quý thầy, kính thưa toàn thể quý vị, là quà thì đã nhận rồi, ký thì đã ký rồi đúng không ạ, phát nguyện rồi, nhưng mà còn một phần nữa vô cùng quan trọng, đấy chính là hai bạn lễ tôn trọng sự bình đẳng ạ. Trong cuộc đời này thì nhất là trong thời đại trẻ như của bọn con ạ, không có chuyện là tôi là chồng thì tôi có quyền cao hơn, hay cô là vợ thì cô phải dưới trướng của tôi, không có chuyện đấy ạ. Bây giờ chúng ta bình đẳng như nhau, vợ như chồng và chồng như vợ. Và đây cũng chính là nghi thức mà hai bạn sẽ dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Xin mời hai bạn sẽ cùng nhau lễ tôn trọng sự bình đẳng dưới sự chứng minh của Tam Bảo, sự chứng minh của quý thầy và quan viên hai họ. Quý thầy cho con xin tiến cảnh ạ. Dạ vâng, hai con chắp tay trước ngực, hãy nhìn ánh mắt vào nhau và hãy tôn trọng bằng cả trái tim của mình. Thầy tin chắc rằng bây giờ chính phủ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cũng biết rồi, như nữ thì cũng làm nữ tướng, cũng làm ở chức chủ tịch quốc hội, mà nam thì làm chức thủ tướng. Cho nên thầy mong rằng hai con từ giờ phút này tuy là ở cùng chung một mái nhà, nhưng thầy tin chắc rằng hai con cũng sẽ tự mưu sinh kiếm sống. Các con có trách nhiệm là nuôi cha mẹ hai bên, vì các con từ nay đã lớn rồi mà cha mẹ các con sẽ dần dần già đi, cho nên thầy tin chắc rằng hai con sẽ cùng nuôi cha mẹ hai bên và sau này cùng nuôi con cái của mình và cùng phụ giúp cho thân bằng quyến thuộc các em cũng như thân quyến của mình. Thì trọng trách của hai con đều lớn như nhau. Thầy tin chắc rằng Hoàng Tươi cũng sẽ làm kiếm tiền để nuôi cha mẹ hai bên, và Thái Minh cũng sẽ làm để kiếm tiền nuôi cha mẹ hai bên và lo cho thân bằng quyến thuộc hai bên. Thì giờ phút này sự bình đẳng ấy, hai con sẽ phải trân trọng nhau. Và thầy mong rằng hai con thành tâm bằng từ trái tim của mình, và hãy nhìn vào ánh mắt của mình, hai con sẽ lễ nhau hai lễ A Di Đà Phật. Rồi, xin kính Phật tử một tràng tay thật lớn ạ. Rồi, hoan hỷ, hoan hỷ. Rồi ạ, xin mời hai bạn sẽ cùng hướng mặt lên Tam Bảo. Kính bạch của chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị, giờ phút này buổi lễ hằng thuận, chúc phúc các hợp lương duyên cho Tân Lang Thái Minh cùng Tân Lương Hoàng Tươi dưới sự chứng minh của Tam Bảo, niềm chung vui chúc phúc của họ hàng đôi bên, bạn bè nam nữ gần xa đã được thành tựu viên mãn tốt đẹp. Tuy nhiên trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, không sao tránh khỏi những sơ suất, thiếu sót. Ban tổ chức chúng con kính mong quý chư tôn thiền đức chứng minh cùng toàn thể quý vị đang hiện diện tại buổi lễ lượng tình hoan hỷ bỏ qua cho. Và giờ phút này xin được thay lời cho ban tổ chức, xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Dung là thân mẫu của Tân Lương sẽ thay mặt cho hai bên gia đình có lời tri ân và cảm tạ. Xin được trân trọng kính mời bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa bà con cô bác của hai gia đình cùng các quý Phật tử hiện diện ở nơi đây. Hôm nay trong niềm hoan hỷ của những ngày đầu xuân, như trùng hùng duyên hồi ngộ cho những đôi lứa tiếp bước tương lai, xây dựng cuộc đời trong ý niệm thiết tha, thiêng liêng, cao quý của buổi lễ, con xin thay mặt cho bà con hai họ trước hết đảnh lễ mừng tuổi mới chư tôn đức tăng ni, cũng như quý bà con hai bên gia đình ngưỡng bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa chú bác bà con hai họ, có hạnh phúc nào hơn trong cuộc đời làm cha mẹ khi nhìn thấy con mình ngoan hiền, hiếu hạnh và tương lai gia nghiệp ổn định, hạnh phúc. Nuôi con từ lúc mới lọt lòng, rồi chập chững bước vào đời, lớn dần cho đi học, mở mang trí tuệ, rồi đến tuổi dựng vợ gả chồng, xây dựng gia thất,
là cả một chuỗi thời gian chắc chiu giáo dưỡng, mong ước và đợi chờ. Và rồi ngày lớn nhất trong cuộc đời lại đến, ngày vui của những đứa con thơ đang tập bước vào đời lòng. Vì từ đây các con phải tự gánh vác sự nghiệp của mình, tự bảo vệ muôn sới hạnh phúc của mình. Mà đường trước còn dài, đường đi muôn vàng gian khó, cha mẹ bên nào cũng thế. Luôn mong hai con lấy tình yêu thiêng liêng thủy chung mà hai con đã hẹn thề để tha thứ, bao dung, rộng mở với nhau khi lỡ lầm. Hai con hãy yên tâm, lúc nào cha mẹ của các con cũng dõi theo hạnh phúc của các con. Hôm nay trong ngày vui đại hỷ, được sự nhất trí của hai bên gia đình, cha mẹ đã xin phép đại đức trụ trì chùa Linh Quang cử hành lễ hằng thuần tại ngôi Tam Bảo để cầu mong Đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng gia hộ độ trì cho cuộc sống hạnh phúc gia đình các con được trăm năm đầu bạc năm năm. Trong thời gian thiêng liêng có hạn, chúng con không biết nói sao cho hết công đức của chư tôn Đức Tăng Ni đã dành thời gian quang lâm chứng minh cử hành lễ hằng thuần cho hai con của chúng con. Chúng con xin đảnh lễ tri ân quý ngài và cầu nguyện chư tôn Đức Tăng Ni năm mới nhiều sức khỏe để hoằng dương Phật pháp, và xin quý ngài ban lời giáo dưỡng để gia đình chúng con lấy đó làm hành trang cho cuộc sống. Xin cảm ơn bà con hai họ đã đến tham dự buổi lễ hằng thuần này. Xin chúc bà con, chú bác nội ngoại, bạn bè, quý đạo hữu Phật tử xa gần của hai bên gia đình một năm mới an khang, kiết tường như ý. Nam mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quan viên hai họ, buổi lễ hằng thuần và chúc phúc cho Thái Minh và Hoàng Thị Tươi của chúng con đến đây đã được thập phần viên mãn. Một lần nữa xin được thay lời cho ban tổ chức xin được thành kính tri ân sự từ bi hướng hảo quang lâm của quý chư tôn thiền đức chứng minh ngày hôm nay đã chứng minh và chúc phúc cho đôi tân duyên của chúng con. Một lần nữa xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới sự hiện diện của cô dì chú bác con bên hay ho của cô dâu và chú rể, và đặc biệt là sự trợ duyên của tất cả quý vị Phật tử đã có mặt tại ngôi chùa Linh Quang. Một lần nữa, anh chị em nghệ sĩ chúng con xin được gửi lời chúc mừng năm mới, năm 2019 xuân Kỷ Hợi tới tất cả quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng. Xin được chân thành cảm ơn ạ. Và lúc này thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng khởi thân đứng dậy để cùng quý thầy thực hiện nghi thức hồi hướng ạ. Chúng con xin được cung thỉnh quý thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca trọn nghĩa vẹn tình thủy chung son sắt nối dòng nối dõi tông đường làm tròn hiếu đạo là rể khảo dấu hiền nguyện cho hai họ thân tình thuận hảo nghĩa thông gia nguyện cầu đôi trẻ cùng họ tộc hai bên được đầy đủ phước duyên lành kinh tín tam bảo tích thiện tu phúc bốn mùa an vui hạnh phúc nguyện cầu cho Phật pháp trường tồn tăng gia hòa hợp thế giới hòa bình nước nhà hưng thịnh âm siêu dương thái pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng
đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thay lời chư tôn thiện đức tăng, thay lời ban tổ chức, xin nguyện cầu hồng ân tam bảo mật thủy gia hộ cho tân lang thái minh, tân nương hoàng tươi được trăm năm hạnh phúc, trọn đời nghĩa phu thê, và cũng chúc phúc cho quan viên hai họ môn sự được cát tường, gia đạo được hưng long cát cánh, và nguyện cho tất cả các Phật tử trong pháp hội đồng được sở nguyện tùy tâm, sở cầu được như ý, gia đạo được cát cánh hưng long. A Di Đà Phật. Hôm lễ hôm nay ân tình đẹp mãi như tình ta ban đầu, khi đã yêu nhau trọn đời thủy chung không hề đổi thay. Đường tình chung lối, tơ hồng chung môi, ta trao cuộc đời thương yêu mặn nồng, trước sau một lòng chẳng hề nhạt phai. Con xin nguyện cầu tình yêu son sắc cho đến khi bạc đầu, cầu Phật ban ơn nên nghĩa vợ chồng hạnh phúc an vui. Xin cho vợ hiền đảm đương trong ngoài suốt quãng đường đời, cho chồng con rạng rỡ công danh, việc nhà việc nước vẹn tròn trước sau. Cầu xin Phật ban phước cho nhân loài hạnh phúc nở hoa, cầu xin Phật ban phước cho cuộc đời nguồn vui tươi sáng, cầu xin Phật ban phước cho vợ chồng duyên thắm đẹp đôi, cầu xin Phật ban phước cho gia đình tình nghĩa trăm năm. Hôm lễ hôm nay ân tình đẹp mãi như tình ta ban đầu, khi đã yêu nhau trọn đời thủy chung không hề đổi thay. Đường tình chung lối, tơ hồng chung môi, ta trao cuộc đời thương yêu mặn nồng, trước sau một lòng chẳng hề nhạt phai. Con xin nguyện cầu tình yêu son sắc cho đến khi bạc đầu. Chiều tia nắng về trong ánh mùa xa, gió mãi mơn man trên đỏ môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm văn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem nguồn vui. Xin xuân ơi xin làn gió heo may, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sau muôn hương. Để gió hay cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thơm tươi, cùng những tiếng hát điệu nhạc xuân chơi vơi, dịu hồn ta say trong biển cười. Năm tên bồi, Bio Nguyễn, cùng kênh nhạc, DJ xin kính chúc cho mọi người, mọi nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự và như ý.
Sau đây ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho phái đoàn Hồng Hòa Nhà Trai nên có đôi lời phát biểu. Xin được phép thay mặt cho gia đình Hòa Nhà Trai xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, các anh chị cùng các cháu lời chào thân thiết nhất và kính chúc các cụ, các ông, các bà, các anh chị cùng các cháu một năm mới, năm Kỷ Hợi 2019 dồi dào sức khỏe, nhiều thành công trong công tác và tràn đầy hạnh phúc. Có thể nói như là một cái sự xe duyên của trời đất đã cho cháu Minh chúng tôi được làm quen và được tìm hiểu, được chơi thân với cháu Tươi trên một cái đất nước rất văn minh, Cộng hòa Liên bang Đức. Và đây là sự kết nối giữa hai vùng quê đều có những truyền thống rất tốt đẹp.
Và chúng tôi cũng đã tìm hiểu và thấy rằng xã Nghĩa Thái của huyện Nghĩa Hưng là cũng một cái vùng quê rất là phát triển, có nhiều doanh nghiệp làm ăn ở đây phát đạt. Dân số tôi có thể nói là hình như là gấp đôi xã Văn Sơn chúng tôi ở Nghĩa. Và hôm nay đến dự cái buổi lễ ăn hỏi thì tôi được phép là giới thiệu cái thành phần đoàn của chúng tôi hôm nay. Tôi là Lê Văn Thanh, năm nay là gần 70 tuổi. Và vợ tôi là chị Hoàng Thị Hòa. Và tôi là anh cả của mẹ cháu, mang ngoài này ta gọi là bác, còn trong quê tôi thì gọi là cậu. Tiếp theo là xin được giới thiệu là anh Thắng, của Nguyễn Thái Thắng, là anh cả của bố cháu. Tiếp theo là chị Liên, là vợ anh Thắng, là bạn gái của bạn dâu của bố mẹ cháu, của cháu. Tiếp theo hai nhân vật quan trọng nhất của buổi hôm nay là ông Nguyễn Thái Lâm, là bố sinh ra cháu mình. Người quan nhân vật quan trọng tiếp theo đó là bà Lê Thị Năm, là em gái thứ năm của tôi, người sinh ra cháu mình. Các chú, các bác, bên nội và bên ngoại cùng các cháu đi từ trong Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An ra đây với cái thành phần, kể cả bạn bè ở bệnh viện cùng tham gia công tác với mẹ cháu là khoảng hơn 20 người. Và hôm nay là ngày đẹp trời, tôi đến đây với cái mục đích là cùng với bên nhà gái thực hiện các cái điều kiện pháp lý để cho các cháu được cái tóc xe duyên. Họ nhà trai có chuẩn bị cái lễ vật gồm có 5 cái lễ. Thì trước hết là tôi được phép thay mặt họ nhà trai là mời đại diện của họ nhà gái lên để được bàn giao một cái lễ trước. Vâng, một lần nữa thì ban tổ chức cũng xin được đón mời cho bên gia đình trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất ngắn gọn của gia đình họ nhà trai. Vâng, đúng thật vậy. Kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn, đúng thật là nhà trai phát biểu xong rồi mà nhà gái cũng có đôi lời đôi câu muốn cho bền rể bền dâu, muốn cho hai họ bền lâu về dài. Vâng, để liên tục chương trình trong buổi lễ ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho phái đoàn đồng hành nữ có đôi lời phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội hôm nay, thay mặt cho nhà gái nhân dịp đầu xuân, tôi xin gửi tới các quý vị họ nhà trai lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Thưa các quý vị, với thời đại 4.0 của đất nước ta hiện nay, các cháu Nguyễn Thái Lâm và Nguyễn Thị Dung yêu thương nhau từ Cộng hòa Liên bang Đức. Với sự báo cáo của các cháu và các ông bà, ông Nguyễn Thái Lâm và ông Nguyễn Văn Túc và bà Nguyễn Thị Dung và bà Lê Thị Năm, hôm nay tại hội trường này chúng ta chứng kiến cuộc ăn hỏi giữa hai dòng họ và hai gia đình. Thay mặt họ nhà gái, tôi xin trân trọng giới thiệu về thành phần đại diện của họ nhà gái chúng tôi hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông cụ Công, tức là đại diện cho họ tộc cao nhất của họ chúng tôi lên chứng kiến. Tiếp theo xin trân trọng giới thiệu ông bà ông Thực là ông nội của cháu. Bà nội thì hiện nay là đang sức khỏe yếu, không thể ra tại hội trường này. Về phía tôi là đại diện của trưởng đoàn của họ và ông, tức là gọi là ông trong họ của cháu. Về phần tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Phiên, tức là đại diện bên của mẹ cháu, tức là bà Nguyễn Thị Dung, xin trân trọng giới thiệu.
Tiếp theo nữa, về phía tất cả các đại diện chứng kiến buổi lễ hôm nay, gồm có các ông, các bà, các cụ, các đôi bên đôi gì chú bác, và đôi bên trong họ cũng không tiện giới thiệu từng tên, nhưng mà cũng về đầy đủ trong cái buổi lễ trân trọng hôm nay. Thưa quý vị, với tinh thần đầu xuân mới, toàn thể hội hôn ta hôm nay chứng kiến cái buổi lễ ăn hỏi của hai cháu và hai dòng họ. Đến đây tôi xin gửi tới lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất, chúc hội hôn của chúng ta thành công tốt đẹp và cùng chung vui với hai gia đình và chúc phúc cho hai em. Vâng, và đến em tập cả chương trình thì xin được trân trọng kính mời hai vị trưởng đoàn, chúng ta sẽ nên trao lễ. Mà chỉ tham anh chúa
chúng tôi rất xúc động và trải nghiệm cái chương trình lễ hội lễ vừa rồi. Phải nói sự đón tiếp rất nồng nhiệt của họ nhà gái, tổ chức rất chu đáo của hai họ, hai gia đình, hai bên tạo điều kiện gọi là thuận lợi nhất và cũng đơn giản nhất, nhanh nhất cho các cháu được về với nhau. Cháu Minh chúng tôi sẽ được nhanh chính thức trở thành là con rể của gia đình bên nhà gái, và cháu Tươi cũng mau chóng trở thành con dâu của gia đình bên họ nhà trai chúng tôi. Với cái mục đích đó, sau cái buổi lễ ăn hỏi vừa rồi thì được sự cho phép của họ nhà gái, được sự cho phép của gia đình nhà gái, bên nhà trai chúng tôi xin được làm thủ tục đón dâu ạ. Có thể nói là đây là giờ phút rất là hạnh phúc và trân trọng đối với gia đình cũng như là họ nhà trai chúng tôi được đón một gọi là người con mới. Và ở đây xin là nhân dịp này bày tỏ cái sự tin tưởng, sự hy vọng vào các cháu sẽ có một cái cuộc sống hạnh phúc trăm năm. Và đó cũng là sự kết nối bền vững giữa hai gia đình, hai dòng họ, giữa hai địa phương, giữa xã Văn Sơn ở Đô Lương Nghệ An và xã Nghĩa Thái Kỳ Hưng của Nam Định. Nếu muốn nói từ tình cảm và cả quan hệ thì có nhiều điều để nói ở đây, nhưng mà để rút ngắn thời gian cho cái mục đích của chúng ta được kết thúc thì chúng tôi có lẽ là xin mời là bà Năm đại diện cho gia đình lên trao cái lễ xin dâu cho hộp đêm đại diện họ nhà gái là chị Dung mẹ của cháu Tươi. Xin mời. Thì đại biểu đại diện cho phái đoàn nhà trai đang có lời phát biểu. Vâng, để theo chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho phái đoàn dòng họ nhà nữ nên có đơn lời phát biểu trong chương trình buổi lễ xin dâu ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thay mặt họ nhà gái, chúng tôi xin rất là trân trọng cảm ơn, và mọi thủ tục vấn đề còn vấn đề gì nữa thì xin tiếp tục làm, và mời các quý vị, các ông, các bà, các cụ, tất cả các vị đại biểu, các bạn thanh niên nam nữ có mặt tại đây xin mời thuốc, mời nước và xin trân trọng cảm ơn. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và anh đợi em như đã hẹn. Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang, phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà. Tiếng chim rộn nốt xa vời, cánh hoa đào bóng như cười, báo tình mùa xuân về. Kìa, bóng đêm mùa cũ đâu rồi, với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa mùa xuân tươi. Kìa, em tới. Và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về. Còn mãi trong đời phút mong chờ ấy tuyệt vời chứa trang niềm tình yêu.